Chào mừng anh em đến với Man City Homie. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homie sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Julian Alvarez được danh thủ Arsenal so sánh với siêu sao David Beckham. Sau 3 trận liên tiếp hòa ghi bàn và kiến tạo, Julian Alvarez đã không thể nối dài hiệu suất đầu ra cực tốt của mình trong chiến thắng mới nhất của Man City 2-0 trước Nottingham. Một phần lý do là bởi hầu như trong cả hiệp 2, The Citizen phải chơi thiếu người sau khi Rodri nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng trong 57 phút hiện diện trên sân, Alvarez vẫn thể hiện tốt, đóng góp nhiều thứ vào thắng lợi của City. Đơn cử như tình huống anh cùng với Martin Nunez và Phil Foden phối hợp với nhau ở nách phải theo hướng tấn công của City, làm nên pha đánh đầu thành bàn của Erling Haaland. Màn trình diễn của Alvarez cho City mùa này nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Và người mới nhất chính là hậu vệ trứ danh một thời của Arsenal, Martin Keown, hiện đang là bình luận viên của Sky Sports. Theo Keown, Alvarez có trí thông minh của danh thủ Hà Lan Dennis Bergkamp. Julian Alvarez của Man City làm tôi nhớ đến Dennis. Họ đều là những tiền đạo không xuất phát ở vị trí tiền đạo. Họ chỉ di chuyển vào vị trí đó, vị trí của một tiền đạo khi thời cơ đến. Họ đều sở hữu trí thông minh tuyệt vời và khả năng tìm kiếm, khai thác khoảng trống xuất sắc. Giống như Dennis thời đỉnh cao, Julian lúc nào cũng chơi phía sau một trung phong, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp đội nhà tăng cường chiều sâu cho các pha tấn công. Julian thỉnh thoảng cũng giặt ra cánh, tương tự như Kevin De Bruyne, và ngay cả khi đó, cậu ấy cũng tạo ra những giá trị tốt. Man City vẫn thi đấu tốt, vẫn thắng nhiều trận liên tiếp. Công lớn là nhờ Julian. Chàng trai này có mọi thứ phía trước, một tài năng tuyệt vời. Man City cân bằng kỷ lục toàn thắng sân nhà trên mọi đấu trường cùng với hàng xóm MU. Trận thắng Nottingham Forest 2-0 tối thứ Bảy đã nối dài chuỗi trận toàn thắng sân nhà của Man City lên thành 20 trận liên tiếp. Tất cả đều diễn ra trong năm 2023. Trong chuỗi thắng lợi này tại Etihad, Man City có 13 trận thắng ở Premier League, 4 chiến thắng thuộc Champions League và 3 chiến thắng tại FA Cup. Lịch sử Premier League chỉ chứng kiến duy nhất một câu lạc bộ từng thắng 20 trận sân nhà liên tiếp trên mọi đấu trường, chính là hàng xóm của chúng ta, Manchester United năm 2011. Nếu tính ở giai đoạn trước đó thì Sunderland năm 1892 với 24 trận thắng cũng chính là kỷ lục gia số 1 ở thống kê này. Trở lại với chuỗi toàn thắng của Man City, nó bắt đầu từ màn hủy diệt Chelsea 4-0 trong trận chào mừng năm mới 2023 tại Etihad ở đấu trường FA Cup. Sau đó là các nạn nhân Tottenham 4-2, Hoover 3-0, Arsenal 1-0, Aston Villa 3-1, Newcastle 2-0, Leipzig 7-0, Burnley 6-0, Liverpool 4-1, Bayern 3-0, Leicester 3-1, Arsenal 4-1, West Ham 3-0, Leeds 2-1, Real Madrid 4-0, Chelsea 1-0, Newcastle 1-0, Fulham 5-1, sau đó Belgrade 3-1 và mới nhất là Nottingham 2-0. Trong số này Arsenal, Chelsea và Newcastle là 3 đội thua Pep team 2 trận. Trong số 20 trận toàn thắng này, thầy cho Pep ghi 67 bàn, chỉ nhận về 8 bàn thua và có 13 trận giữ sạch lưới. Đều là những thống kê rất đỉnh. Câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này là liệu The Citizen sẽ có thêm bao nhiêu trận thắng sân nhà nữa để trở thành kỷ lục gia số 1 mọi thời đại. Để là duy nhất trong kỷ nguyên Premier League, chúng ta cần thêm một trận thắng nữa. Để là số 1 trong những số 1 ở chuỗi trận thắng sân nhà, chúng ta cần 5 trận nữa. Và đây là 5 đối thủ tiếp theo của Man City tại Etihad: Brighton, Bournemouth, Young Boys, Liverpool và Leipzig. Foden chỉ ra thứ mà mình cần cải thiện. Manchester City tiếp tục khởi đầu mùa giải với phong độ 100% vào thứ Bảy với chiến thắng 2-0 trước Nottingham. Chính Foden là người mở tỷ số ở phút thứ Bảy trước khi đặt dấu ấn quan trọng với đường tiền kiến tạo ở bàn thắng thứ Hai. Mặc dù Foden đang là cầu thủ có thông số sáng tạo bậc nhất của City mùa này, nhưng pha lập công vào lưới Nottingham mới đây chỉ là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải này sau 9 trận trên mọi đấu trường. Nếu các bạn còn nhớ thì Foden là chân sút tốt thứ hai của City với 15 bàn. Foden thừa nhận anh cảm thấy thất vọng vì thiếu may mắn trước khung thành mùa này và đang tìm cách cải thiện thành tích của mình. Tôi luôn tin mình là một cầu thủ tấn công, một người tìm kiếm các bàn thắng. Vì vậy, việc mới chỉ có một bàn thắng từ đầu mùa khiến tôi hơi thất vọng. Có vẻ tôi chưa gặp may mắn, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn để cải thiện vận may của mình và giúp ích nhiều hơn cho đội. Tôi coi việc ghi được nhiều bàn thắng hơn là mục tiêu cải thiện bản thân, nhưng đó không phải là áp lực, vì quan trọng nhất vẫn là kết quả tập thể. Bàn thắng vào lưới của Nottingham cho thấy tôi đang đi đúng hướng. Hy vọng trong các trận tới, tôi sẽ làm điều đó thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, Foden cũng tin rằng màn trình diễn của City trong thế 10 đấu 11 gần trọn vẹn hiệp 2 cho thấy phẩm chất đặc biệt khác ở City. Một trận đấu thì luôn có hai hiệp. Trước Nottingham, hiệp 1 chúng tôi đã kiểm soát thực sự tốt, ít nhất là cho đến phút 35. Trong hiệp 2, mọi chuyện không lý tưởng khi Rodri nhận thẻ đỏ quá sớm. Nhưng đó là bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và khi đó bạn phải thể hiện sự dũng cảm, lòng khát khao và quyết tâm đến cùng. Chúng tôi đã làm được điều đó ở trận đấu tối thứ Bảy vừa qua. Doku vô đối City ở thống kê dê bóng và đi bóng. Sau trận thắng Nottingham, Pep Guardiola nói khi ở vào thế 10 đấu 11,
Doku dù rất giỏi đi bóng, nhưng tốc độ ở quãng đường 40 đến 50 mét của cậu chưa thể so với một trong những winger đình đám trước đây của City là Leroy Sané. Và đó là một trong những lý do Pep buộc phải rút Doku ra sân ở phút 51. Tuy nhiên, thứ 6 tuần trước, trong cuộc họp báo trước trận, Pep từng phát biểu thế này: những gì mà Jeremy Doku thể hiện, đặc biệt là tốc độ nước rút của cậu ấy trong khoảng từ 5 đến 6 mét đầu, làm tôi nhớ đến Leroy Sané và Raheem Sterling. Họ khá giống nhau. Sau đó ông tiếp tục nhấn mạnh: Jeremy sở hữu những phẩm chất đặc biệt, là một cầu thủ chạy cánh có thể tạo ra nhiều giá trị lớn ở một vòng đá cuối sân. Chúng tôi đã đang và sẽ cố gắng sử dụng Jeremy theo cách mà cậu ấy có thể phát huy hết những khả năng tốt nhất của mình. Những thống kê cho thấy, Doku đang là cầu thủ đi bóng bậc nhất của City ở thời điểm hiện tại. Cậu là số 1 của The Citizen ở tổng hành động dắt bóng tình tiến 26 lần, hơn 4 so với người tiếp theo, Julian Alvarez. Tổng số pha đi bóng vào vòng 16m50 của đối thủ là 19 lần, nhiều gấp đôi cầu thủ tốt thứ hai ở thống kê này, Jack Grealish. Trong 4 trận ra sân, chưa đầy 270 phút đầu cho City mùa này, Doku thực hiện tới 24 nỗ lực dây bóng. Anh có 13 pha đi bóng qua người thành công, cũng là top 1. Điều quan trọng là Doku đi bóng dây bóng với tần suất cao, không chỉ là bởi đó là ưu điểm, là bản năng của anh, mà là đầu ra mà Doku mang đến cho đội sau những hành động đi bóng. 24 nỗ lực đi bóng của Doku là điểm khởi phát của một bàn thắng, 2 cơ hội lớn, 5 key pass, 6 đường chuyền vào box và 13 lần đặt dấu ấn vào các pha dứt điểm của đồng đội. Doku vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện, đặc biệt là hiệu suất đầu ra, bàn thắng và kiến tạo, vốn khá khiêm tốn từ thời còn khoác áo Rennes. Sané từng có những năm tháng thành công cùng với City như mùa 2018-2019 khi anh tạo ra tới 35 bàn thắng trong 47 trận. Sterling thậm chí còn là cầu thủ City ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League cũng như trên mọi đấu trường trong kỷ nguyên của Pep. Còn nhiều thời gian để kiểm chứng xem Doku có thể làm được như Sterling, hay đỉnh cao của Sané, hay là thậm chí sẽ vượt qua họ. Nhưng ít nhất ngay lúc này đây, chúng ta có cơ sở để hy vọng rằng cậu sẽ trở thành một phiên bản nâng cấp của Sterling và Sané. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.